Rồi Vũ mến chào các bạn nha. Hiện tại mình đang ở bờ kè Mỹ Tho ha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay một số ghe tàu ở neo đậu ở đây cho các bạn xem chơi nha. Đó, xa xa đằng kia là cầu Gạch Miễu ha các bạn. Đó, ghe tàu neo đậu nè. Rất là nhiều luôn nha các bạn. Rất là nhiều, rất là đông luôn. Ở đây có một chiếc xà lan chở container ha. Chiếc này của Phước Long 6. Ủa, cái chiếc này nãy mình mới quay trên bờ kè mè trên Mỹ Tho nè. Nãy mới quay trên Mỹ Tho các bạn ơi, bây giờ nó xuống tới đây rồi nè. Chạy ra nãy giờ cũng tiếng hơn tiếng ha, là đi ra tới đây cũng nhanh thiệt chứ. Chiếc này thì chở bề dài được 5 thùng ha các bạn. Bề ngang được 5 thùng luôn. Bề dài này thùng 40 feet nha các bạn, 40 feet vào hoặc 45 feet nha. Bên kia có chiếc xà lan đi phía bên kia. Đó, qua đây đó nè. Đang đi hả các bạn? Ở đây thì cái chỗ cái sông Mỹ Tho này thì bên kia nó có một cái cồn hả bạn. Mình quên không biết cồn gì. Thì cái cỡ dưới cái cồn đó là ghe tàu đi phía bên đây ít nè. Nhưng đi phía bên kia ha, đi phía bên kia nhiều. Đó, hướng đó, đó các bạn. Hướng đó đi qua ha, hướng đó đổ qua rất là nhiều luôn. Ở đây thì có mấy chiếc tàu du lịch nè, chạy tới chạy lui ha. Chạy qua mấy cái cồn các bạn. Ở đây hình như là cồn như là 4-5 cái cồn như là các bạn ơi. Ở đây anh em nào mà thích ghe tàu xà lan ra đây ngắm là ok lắm nha. Rất là đã luôn. Đi tới đây rồi nè. Cái này đi về miền Tây không biết đi tỉnh nào ha. Không biết đi về Vĩnh Long, Cần Thơ hay là Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Ra đây mà các bạn thấy cũng còn lớn ghê không? Bây giờ vô kinh Trà Gạo các bạn nhìn nó lớn ghê lắm. Ở đây cho các bạn coi sóng nè. Sóng nó nhảy gì đùng đùng nè. Ở đây có hai chiếc ghe của người ta đậu đây nè, chiếc ghe cho một chiếc xuồng nhỏ ha. Thì chiếc ghe này mình thấy là cũng đánh bắt cái gì đây các bạn. À có cái cái tời, có tời dây nha các bạn. Chắc là cái này họ đi cào hay đi đẩy cái gì á. Đi cào hay đi đẩy gì ha. Và cái sóng nè. Bạn thấy không, nước lớn mà tức là nước lớn mà nước xuôi gió xuôi á, nên là cái sóng lên ghê không. Tàu là tàu chứ này chỉ đón khách ha, chở khách qua cồn, chứ này chỉ chở khách thôi chứ không phải là chiếc cây của du lịch ha. Chạy tất cả là máy âm hết nha. Rồi yeah đó. Ở này sử dụng máy D các bạn ơi. Này mà kiếm mấy cái chiếc mà cục máy ngon ngon ha, cục máy 4 máy đi. Là gắn vô chạy sướng lắm. Ô, đổi tài xế luôn rồi. Tài xế nam lên, tài xế nữ xuống chạy. Đó, chị chủ xuống là lái thế nha. Lái thế chủ. Rồi về ra. Anh em thấy chưa, phụ nữ miền Tây nha. Đó, lấy tàu là chuyện bình thường ha. Đây nè. Đó, đang lấy ra luôn ha, đang dây ra. Rồi nhắm tới B rồi. B đạp hay đạp lái lên. Rồi dướng chỗ đó rồi. Cho nó dướng cái đi. Dướng cái show nó ra. Đó, quay đầu luôn. Toàn thấy tuyệt vời không? Thấy chị canh hay không? Đó, nó lọt qua ghe này ha, giờ nhắm tới nè. Rồi tới luôn chị ơi.
Chị chạy quá giỏi luôn ha. Ở đây thường thường là đi qua đâu anh? Thấy mấy chị đi qua cồn hả? Nào qua cồn ha. Ở đây thường thường là mấy cái cồn anh, bốn cái cồn luôn hả? Là cồn Phụng. Rồi là cồn gì? Có cồn mà quy cồn gì đó hả? 9 cái nữa. À 9 cái luôn hả? Trời. Chín con rồng. À 9 con rồng. Em ở Tây Ninh. À. Bên kia có hai chiếc xà lan rất lớn đang xuống nè các bạn. Ở phía này nè ha. Đây chiếc cái nè. Ở đó em đi cái gì Tây Ninh đó. Tòa Thánh Tây Ninh hay là núi Bà Đen? Đó. À Tòa Thánh ha. Còn cái này là thường thường cái chiếc này là của chị hả? Em đâu có em làm mướn. À kinh cho người ta ha. Cái chiếc này thường thường là đi cào gì chị? Dạ. Đi cào đi đẩy gì hả? Dạ. Đẩy cá hay đẩy gì? Cá. Đẩy cá hả? À. Chị bán cá tỉnh. À. Vợ của anh. Dạ. Để hồi hỏi anh, hỏi anh còn đẩy cái gì? Mày biết đẩy hay là kéo chắc kéo quá. À, cào lưới á. Dạ. Ở đây cào lưới luôn mà. Dạ. Ở đây thì bờ kè Mỹ Tho thì xa xa trước đằng kia là nó là cái bến du thuyền hả các bạn? Dạ. Bến du thuyền của Mỹ Tho nha. Đó, xa xa đằng kia là bến du thuyền của Mỹ Tho nha. Đó. Đi vô sông chợ gạo hoài các bạn, nhưng mà mình không có gặp mấy chiếc này chạy ngang ha. Chưa có dịp gặp. Đây có một chiếc gạo quê. À quê của chị hả? Dạ. Chiếc hai cabin này rất đẹp rồi các bạn. Rồi các bạn tổng quan nó ha. Cái này là đang nước nước lớn ha các bạn, nên là những chiếc là đi nước ngược nè, nên là người ta sẽ neo đậu lại ha. Khi nào nước rồng á, khi nào nước rồng là người ta sẽ đi nha các bạn. Nước rồng đi cho nhẹ dầu chứ nước lớn đi cái này đi nước ngược là tốn dầu dữ lắm. À, cặp mắt hát rô luôn ha. YouTube ha. Lâu lâu đi quay chơi đăng chơi chứ. Chiếc này chả cũng đủ tải ha. Chiếc này của Cần Thơ luôn ha các bạn. Xa xa bên kia có một chiếc nữa kìa. Chiếc bên đây là chiếc của Sài Gòn. Chiếc Sài Gòn ha các bạn. Chiếc bên kia chở hàng khô ha, cũng đậy nắp hầm đó nè. Em thở quá, em đang đi bụi đời nè. Em chỉ quay này chơi chị ơi. Hai chiếc đang chạy bên đi kia ha. Cái đó là phải mấy người quay thiện nguyện á. Đây có hai chiếc đằng này cặp kè rất đẹp đó nè các bạn, cho các bạn xem ha. Dạ không chị, dạ em đi liền rồi. Đây cabin chiếc màu xanh, chiếc màu đỏ ha. Cặp mắt Astro ha, chiếc này cặp mắt Astro, chiếc bên kia không phải ha. Rồi thì video kết thúc đây các bạn. À, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình nha. À, để mình zoom lại đằng kia chiếc đằng kia. Đây cái cầu cho các bạn xem nha. Đây. Đây là cây cầu cũng sai nữa các bạn. Đây là cây cầu cũng còn cái cây số nha. À, cây số nó mới tới cầu nha. Rồi Vũ mến chào các bạn nha. Hồi nãy mình quay thì mình đứng xích đằng kia nó xa quá ha các bạn. Thì bây giờ mình đi lại tới đằng này luôn nè. Tới chỗ gần luôn ha. Đây gần đây luôn rồi, mình quay cho các bạn xem chơi nha. À, những chiếc xà lan neo đậu ngay chỗ cái cầu của gạch biểu ha các bạn. Đây là bà kè Mỹ Tho ha. Quay một clip ngắn thôi nha các bạn. Quay mình nói với cái clip hồi nãy luôn nha. À, hồi nãy em đứng trên đằng kia, bây giờ mình lại gần gần đằng này quay cho các bạn xem ha. Đó, các bạn coi nè. Này dùng điện thoại quay ha các bạn. Cứ ngay xa vô để gớt xuống sông. Gớt xuống sông là xong luôn á. Cái này là những chiếc này là neo đậu đợi con nước hả các bạn. Giờ nước đang lớn ha. Nước đang lớn thì neo lại, khi nước rồng là mang đi nha. Chiếc lớn này con mắt nó nhìn ngộ ha. Nó không có phía sau, nó không có cái đuôi, nó không có xuôi luôn. Đây. Dạ cho mấy trong nha. Thank you.
sát ra ngoài cái mấy bờ kè đã chặt tay cái rớt là xong luôn, không biết đường đâu mà mò. Xa xa là còn bịt miễu ha các bạn, xe tải chạy đây nhìn thấy luôn à. Đang quay bằng điện thoại các bạn, chứ không quay với dâm các bạn. Đây tới chỗ đó khoảng chừng mình đón chừng 400 mét ha các bạn. Đây cái cầu 400 mét nha. Đó, thôi quay cập nhật cho các bạn xem chơi ha. Ở đây là giáp canh với cái cầu bịt miễu, thì nó chung với khúc sông hồi nãy, nhưng mà nãy mình đứng chỗ đằng kia thì nó cách xa cầu bịt miễu tới cái cây số lên. Hôm nay mình đi gần cái cầu bịt miễu này, đi gần là 700 mét nữa ha. Đó, đây là những chiếc neo đậu ngoài nè. Rồi, bye bye các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh theo dõi những video tiếp theo ha các bạn. Rồi, bye bye các bạn.